bạn, dưới đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì Duy sẽ dắt các bạn đi giao xe cùng với Duy. Thì bình thường thì Duy hay giao xe cho khách hàng ở tại showroom của Mercedes Phú Mỹ Hưng luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì một ngày đặc biệt hơn, Duy sẽ giao cái xe Mercedes-Benz C200 này ở tại một ngôi chùa ở Long An. Thì bây giờ Duy sẽ quay cho các bạn cái buổi lễ giao xe, tại vì khách hàng của mình hôm nay đến đây và còn có một cái nghi lễ để cúng xe nữa các bạn. Thì xin mời các bạn xem cái clip của mình nha. Thank you.
quận ta vô gói tam tai đóng tròn trăm. Chúng con thành kính cung thỉnh Ni sư trụ trì Sư Tôn Mục Hiền Đức vào giảng đường cùng Phật quý Phật tử đạo tràng. Dạ, mời đạo tràng đến với lại là sư đạo. Phải cùng chưa khi ăn được gặp bởi chưa.